Tả tra khảo. Bây giờ hãy tiếp tục học bài 30 tương với bài 10 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói tên Lý Xương Hạo. Lý Trang Hạo. Lý. Lý. Trang. Trang. Hạo. Hạo. Lý Trang Hạo. Lý Trang Hạo. Tôi tên Lý Xương Hạo. 我叫李昌浩. 我叫李昌浩. Tiên sinh Lý Xương Hạo. 李昌浩先生. 李昌浩先生. Đây là tiên sinh Lý Xương Hạo. 这是李昌浩先生. Bây giờ là từ phòng làm việc. Bàn công sự. Bàn. Bàn. Công. Công. Sự. Sự. Bàn công sự. Bàn công sự. Phòng làm việc của tôi. 我的办公室. 我的办公室. Phòng làm việc của bố. 爸爸的办公室. 爸爸的办公室. Phòng làm việc của thầy giáo Vương. 王老师的办公室. 王老师的办公室. Phòng làm việc của Lý Xương Hạo. 李昌浩的办公室. 李昌浩的办公室. Xin hỏi đây là phòng làm việc à? 请问这是办公室吗? 请问这是办公室吗? Bây giờ là từ nhân viên. 职员. 职. 职. 员. 员. 职员. 职员. Từ này thường chỉ nhân viên văn phòng, nhân viên của trường. 学校的职员. 学校的职员. Tôi là nhân viên của trường. 我是学校的职员. 我是学校的职员. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tìm. 找. 找. Từ này đã học trong cách nói trả lại tiền thừa. Anh tìm ai? Bạn tìm ai? 你找谁? 你找谁? Tìm tôi à? 找我吗? 找我吗? Hãy hỏi lại, xin hỏi đây là phòng làm việc à? 请问这是办公室吗? 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 Phải, bạn tìm ai? 是, 你找谁?
Sì, nhí chào sấy. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mai gặp lại. Mình thiên chiển. Tạm biệt. Giải chiển. Mời vào. Chính chỉn. Sức khỏe tốt không? Sơn thí hảo mà. Mary, tên người, âm Hán Việt là Mã Lệ. Mã Lỉ. Sách tiếng Trung của ai? Sấy đờ Trung Vấn Xu. Táo nửa kg bao nhiêu tiền? Bình quả y chín đua sảo chén. Đắt quá rồi. Thái quẩy lợ. Trả cô tiền. Cái nỉ chén. Trả lại cháu 34 tệ, dùng từ lịch sự. Chào nín 34 khoải. Buổi chiều đi thư viện. Xia ủ chủy thú sư quản. Tiểu thư. Xiao jie. Đổi nhân dân tệ. Hoàn nhân dân tệ. Nhân viên giao dịch, nhân viên kinh doanh. Yến dệ yuán. 200 đô, nguyên văn là 200 Mỹ Nguyên. 200 Mỹ Nguyên. Đợi một lát. Tầng ý khuẩn. Đếm một chút xem. Sủ ý sủ. Tiên sinh. Xiên sở. Phòng làm việc của Lý Xương Hạo. Lý Trang Hạo đờ bàn công sự. Tìm ai? Chào sấy. Nhân viên. Trí yuán.